Chào mừng anh em đã quay trở lại kênh nha. Hôm nay mình lên cho anh em một con game bắn xe tăng nha anh em. Con game này là con game mod. Mod 8. Nói chung là một đống số 8 kim cương nha anh em. 8888 ha. Thì anh em biết game mod là lúc nào cũng vậy. Tiền rất là nhiều ha. Bây giờ mình đi xem cái nâng cấp đồ này kia anh em. Vô shop cái đi. Có gì hay không? Mua ha. Phần là 2000. Đó. Chiến cơ gì đó. Đó. Cái này là mình giống như mình mở quà nha anh em. 2000 đồng. Tiền mình thì nhiều mà. Để mở đại đi ha. 4000. Mình qua bên đây hộp này đi, chìa phá nè, hộp bồng vàng ha, cái này mở ra tiền anh em, này cái nó đi, trong giờ anh em cứ nhận đồ nâng cấp này kia đi ha, ở đây là mở bằng kim cương ha, đó, 2600 kim cương nha anh em, mở ra một lượt là bao nhiêu? 10 cái như 10 hộp ha. Cái này. Trong game này là giao diện khá đẹp nha anh em. Thiết kế xe rồi này kia cũng đẹp, nói chung là đẹp. Ở đây là xe tăng ha. Đó, bây giờ mình nâng cấp nòng nữa ha. Chọn nòng đi. Thử cái nòng này đi. Đó. Chọn cái nòng này ha, nòng này như bắn điện anh em. Rồi, nâng cấp lên ha. Đó. Ở đây là nâng cấp liver nha anh em. Còn ở đây là nâng cấp cái nòng nè. Không thể chưa. Thì là chưa được anh em. Xe đế ha. Đó. Vậy đi, từ từ tính. Rồi ở đây là, đây là gì đây? Đây là phần đế phải không? Đế xanh này thì biết nè. Đó. Đó, đổi cái đế ha nè. Phần bên đây là gì? Bên đây là giống như là phản lực vậy ha. Đó. Giống như đệ tử vậy ha anh em. Rồi ok, mình vô mình chiến thử ha. Để mình nâng nhiều quá là cho nó không hay nha anh em. Vô quét cái tên là không hay. Mình nâng từ từ thôi, tận thử ha. Nói chung là giao diện thiết kế và đồ họa xe tăng là rất là đẹp nha. Trên cả tuyệt vời. Đó. Cái này là dạng như H5 nha anh em. Đó, mình chuyển nè. Bắn ở đâu? Mình di chuyển ở đây thử. Ủa bắn đâu ta? Hay là nó tự bắn? Nó tự bắn anh em ơi. Anh em di chuyển, anh em buông ra là nó tự bắn ha. Đó. Lên level. Lấy đạn ha, cái này là mình lấy đạn ha. Thì anh em phải test thử mấy cái loại đạn này anh em mới biết chứ mình mới vô mình cũng không biết mấy cái loại đạn này nó bắn như thế nào nữa nha. Test thôi. Cái này là gì? Lấy đạn tiếp ha. Vô mà độ lên vậy ha. Thử coi. Đó. Qua khung này là tự động bắn rồi nè. Chú. Nói chung là giải trí là ok anh em. Mình thấy nó cũng khá hay đấy.
này là di chuyển à, kỹ năng ha. Như mình thấy máu nó hơi trâu quá này. Thì thì đó, cái con đệ tử mình nó sung thiệt, nó bắn à ba nồng nè, cái đèn ba nồng thử nha, tấn công vô đó, cái thùng phi dầu bắn một cái nó nổ banh hết trơn anh em ơi. Qua cái mốc này là nó mới bắn nha anh em. Qua cái mốc này là mấy cái trụ này nè, nó trồi lên nè, nó không cho mình ve ra đó. Bản đồ rộng thế. Ê, thế anh hùng đứng ngay trung tâm luôn. Những cái đạn bành nồng nó cũng ngon anh em ơi. Đạn dí mới ngon chứ. Hết. Hết mi. À, tới bến hả? À. Vậy là qua màn ha anh em. Đó. Chuyên cơ Su 20 trở về. Rồi tiếp tục. Mà 2 cánh 2. Đó tăng máu nha anh em. Mà 2 cánh 2 vẫn còn súng ba nòng. Quá dữ. Ba nòng này bắn là không đã không anh em ơi. Kiếm kiếm cây đạn dí ngon hơn. Đây có đạn dí không? Thử đạn này coi. Đạn bắn xuyên sọ hả? Thấy đạn mà có hình đầu sọ chắc bắn xuyên sọ quá. Ê. Cái này mình đi đại chứ mình không biết là cái bến nó chỗ nào đó anh em ơi. Có bản đồ không ta? Ê. Theo mà xe mình ra mình nâng cấp lên hết rồi bắn thật sướng lắm. Chắc one hit quá. Cái này máu máu địch còn trâu trâu ha, mình bắn nó mấy phát nó chết nữa nè. Sắp lá cà luôn nè. Đó, thử coi chết không. Quá mạnh. Lên level 4 rồi. Vô đây nè, sắp lá cà luôn nè, thử cái nó chết rồi nè. Ồ, cần chi lạng ha. Chết chóc gì đâu. Đó, nó đi vờ luôn. Ồ, đã tùm lum tao không biết lấy con nào. Đã đi. Hên xui. Hồi nãy màu hồng, giờ nó ra màu trắng rồi nè, đạn đó. Đó. Nó sắp lá cà với mình bay luôn nè. Chết chóc gì đó, dạ. Thôi chứ cũng mất máu khá nè nè mười. Đó làm gì đây con phít đập lại hả, sửa xe hả, bắn nãy giờ nó bị xe nó bị trúng đạn anh em, lên nó đập mà sửa xe ha. Rồi bí đường hay gì người ta bây giờ như thế nào đây, phải dòng ga chết kiểu này sao nhớ được anh em. Đây kìa, còn như nãy mình đi qua đây rồi mà. Ồ, cái bản đồ đâu? Thẳng qua đây
đất 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 đâu mà chui ra hoài vậy anh em. Mày hả bự ơi, sao cái cửa này chui ra hoài vậy? Ủa, thắng à hả? À nó có nút go chạy đi anh em, nãy giờ không để ý đó. Bây giờ đi theo quán tính không anh em ơi. Đó nút go chỉ ra không, cái nút go màu vàng đó. Đây thùng sơn là nổ nó bành, đi nó giờ không thấy máu anh em, không máu sao mà hút, mà chắc chết quá. Máu đó ơi, xem bị déo nữa, tôi đang quay clip mà xem bị déo gì khỏi xem luôn, chơi càng với mày luôn. Ê bót ê hút tao mày, ê hút tao mày, ê chết nè. Hút tao mày. À, không có cửa đâu con. Nè nè. À. Ngu mà lì. À. À. Cú né siêu kinh điển. Rồi vô đống lửa của nó rồi. Rồi lụm nó, lụm mì nó anh em. Xong đó, xem video nó hồi nghỉ đi ha. Rồi bây giờ là cái nâng cấp tiếp ha anh em. Đó, nó chỉ nè, là làm thử cái này đi. Đó, nó âm gáp luôn nè cô nè, này gì nâng cấp luôn hả? À nó có level 2 nè. Xương xương đó thôi anh em. Đó gáp gáp đó. À hai cái là cộng lại tăng lên. Clip mình đến đây xin tạm dừng nha anh em. Anh em nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. À, cảm ơn anh em nhiều.